Kính thưa quý vị, Nguyễn Nam xin trân trọng chào quý vị và đến hẹn lại lên tối nay Chủ nhật California, thưa quý vị, bài sáng nay giờ Việt Nam. Đầu tuần là việc giờ Việt Nam nhưng còn một đêm nghỉ cuối tuần của California và Hoa Kỳ. Và người cùng thời gian này chúng tôi và anh Ngô Kỷ, mời anh gọi đây chào quý vị, thưa anh Ngô Kỷ. Ngô Kỷ xin kính chào anh Nguyễn Xuân Nam, kính chào staff và các anh chị ban kỹ thuật, kính chào quý khán giả của bản đài của Cali Today của truyền hình Việt Nam, đặc biệt kính chào quý đồng hương tại Bắc Cali. Chúng ta còn đúng một tuần nữa thưa anh Nam, giờ Thưa của quý Mỹ vị, đó, và anh bữa Ngô nay Chủ nhật Kỷ. tại Mỹ thì một tuần nữa là đúng đúng một tuần nữa là mùng 1 Tết của năm Quý Mão thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Và anh Ngô Kỷ là người bạn tôi với cái biệt danh mà một số quý vị hay trêu ghẹo là người ruồi gieo máu lửa. Vừa rồi thì anh gieo một trận máu lửa cũng rất là lớn. Đó là trên cái làn sóng chúng ta anh nổ tung phát pháo đầu tiên, có thể nói anh là phát pháo đầu tiên thưa quý vị, để nổ tung cái chuyện là phố hoa ở tại Garden Grove. Và thưa quý vị, sau phát súng lệnh từ California của chúng ta thì anh lên tiếng ở trong một số đài truyền hình khác nhau tại Nam California trên toàn quốc và khiến cho vụ phố hoa nó nổ tung ra. Nhưng chỉ có một cái điều lạ là mới một ngày sau, hai ngày sau thôi, đang chạy một con đường đi tới với anh bẻ cua 180 độ từ một người chống đối cái phố hoa sang một người ủng hộ phố hoa, khiến cho người ta xăm xì hơi nhiều. Có người nói là nhổ rồi đại liếm, có người nói là ông Ngô Kỷ làm sao tin ông nổi, ông nói thế này ông giật gân làm marketing cho ông tôi, đủ thứ chuyện hết. Thì tôi cũng theo dõi rất là nhiều trên đài truyền hình Nam California, họ tường trình live cả mấy giờ đồng hồ liên tiếp với anh. Mà quý vị nghĩ mà tôi ngủ mấy giấc rồi tôi coi cũng chưa hết đài truyền của anh tường trình để nói liên tiếp 3 tiếng mấy, 4 tiếng đồng hồ liên tiếp thưa quý vị. Thì để hôm nay trên làn sóng chúng ta để có một cái tổng kết lại chuyện nó xảy ra trong tuần qua như thế nào, thì chúng tôi muốn nghe chính quý vị, nghe đích lỗ tai quý vị, nghe đích thân quý vị, nghe từ miệng Ngô Kỷ chuyện đã xảy ra như thế nào, tại sao có những chuyện đảo lộn tùng phèo như vậy, đổi lập trường quan điểm đủ thứ chuyện xảy ra, từ tố cáo tới không tố cáo sang ủng hộ sang im trợ, nó như thế nào, chuyện như thế nào, tên Ngô Kỷ. Văn dài mới gọi Ngô Kỷ anh Nam, chứ nếu mà nó bình thường không phải là Ngô Văn thưa Rồi. vị, Văn anh Nam nói hoàn toàn đúng, và Văn tôi hy vọng quý vị khi ngồi nghe quý vị bình tĩnh giùm nha. Quý vị có chữ thề chữ thiết thì cứ nghe xong rồi có chữ thì chửi, đừng có nghe mà tức quá đập cái máy tivi hay cái phone thì uổng lắm đó, tại vì những điều tôi nói có thể quý vị không vừa lòng hay là khó chịu. Tuy nhiên thưa quý vị, tôi bây giờ mình nói cái chữ mà tôi cứ sợ hoài à, cái là mình cứ nói là chữ là người ta cho cái danh là đấu tranh đó, dù nó lớn lao quá nhưng nói như vậy cho dễ hiểu đi. Thì đấu tranh tất nhiên có phải đụng chạm, nó phải thay đổi, phải kế hoạch, phải cái chiến lược chiến thuật, phải có thủ đoạn này nọ đó, thì trong đấu tranh nó phải vậy. Và tôi mang cái kiếp là nhà đấu tranh trong vòng kép thì nó phải có những điều đó xảy ra. Thưa anh Nam, anh có khi nào anh thấy khí tượng họ nói ngày mai hay mà ngày mốt mưa rồi cuối cùng tới ngày đó nó nắng không anh Nam? Có không? Chuyện có hàng ngày, Và chuyện xảy cái ra chuyện thường xuyên. đó, thì cái chuyện Ngô Kỷ lúc này Ngô Kỷ bữa đó Ngô Kỷ nói là cái phố hoa này là đáng giặt, đáng tẩy chay, đáng phản đối, đáng chống phá. Ok, nhưng 2 3 ngày sau thì là tình hình đã thay đổi anh, thay đổi. Và khi mình tìm hiểu ra thì có những sự thay đổi nhân sự, thay đổi hoàn cảnh, thay đổi tin tức này nọ, thì mình phải thay đổi cái nhận thức hoặc là thay đổi cái phương pháp hay phản ứng. Thưa anh Nam, Và khi cái tôi điều nói gì tới khiến đâu anh đó thay anh Nam, đổi anh? Cái điều gì khiến anh vâng thay đổi? vâng khi tôi nói tới đâu đó anh cảm thấy mà anh có những cái thắc mắc hay là anh nghĩ là khán giả của anh có thắc mắc anh cứ hỏi nha, kể như vậy nó dễ cho tôi, tại vì nhiều khi tôi nói nó nhiều quá đi đi xa cái đề, do đó anh cần cái gì anh hỏi liền.
Vâng, Dạ. anh có quyền là cắt đứt từ bất cứ lúc nào. Dạ, Vâng, cảm ơn thưa em. anh, à, cách đây khoảng gần một tháng đó, thì mình nhớ là ông Kevin McCarthy đó là lãnh tụ đa số của Đảng Cộng Hòa, gồm cả 222 dân biểu Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu để mà chọn một người speaker, một người chủ tịch quốc hội Hạ nghị viện Hoa Kỳ. Mà đâu có phải người ta bỏ liền cho ông đắc cử chức đó đâu. Người ta phải bỏ phiếu 15 lần, Ừ. 14 lần đầu đó là người ta chống đối. Có một số 22 đảng viên Cộng Hòa, dân biểu đã chống ông. Và họ chống từ bỏ phiếu lần đầu, lần thứ nhì, lần thứ ba, cho tới lần thứ 14, ông vẫn không đủ số phiếu để đắc cử chủ tịch của Hạ nghị viện Hoa Kỳ cho đến ngày thứ 15. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngày 14 lần bỏ phiếu trước đó, đã có những cái điều, những cái điều kiện, những cái chính sách họ không thích hợp nhau, hoặc là có những cái điều họ không hiểu rõ về đường lối hoạt động của ông ta, do đó người ta bỏ phiếu chống không. Nhưng qua 15 lần thương thảo, qua thương thưởng lại và có những hòa hợp, hay có những cái điều đình, tiếng Mỹ gọi là deal đó, có những thỏa hợp, thỏa hiệp này nọ đó, thì cuối cùng họ thấy cái điều đó là đủ yếu tố để người ta bỏ phiếu. Chính vì vậy mà lần thứ 15 họ bỏ phiếu cho ông Kevin McCarthy làm chủ tịch Hạ nghị viện Hoa Kỳ, mà trong 14 lần trước người ta đã không bỏ phiếu. Tôi nói vậy để mà đưa một thí dụ mà nó rất là rõ ràng trong chính trị vừa rồi, dù rằng cái vấn đề đó đã xảy ra nhiều thứ, nhiều việc. Tôi nói như vậy không nghĩa để bào chữa cho tôi sai lầm gì trong quá khứ. Tuy nhiên tôi muốn nói cho rõ quý vị, trong chính trị thay đổi tùy lúc, tùy giờ, tùy hoàn cảnh. Bây giờ tôi đi thẳng vấn đề, tại sao là lần trước là khi mà tôi lên trên đài của anh Nguyễn Xuân Nam, tôi trình bày, tôi chống đối tới cùng, tôi triệt để, tôi mạnh mẽ. Tại vì lúc đó đó, tin tức từ báo Người Việt, tin tức Đài Lịch Sử Gòn TV là hai cơ quan ngôn luận mà tôi nghĩ lớn nhất tại Nam California và có thể lớn nhất tại Hoa Kỳ, ngay cả hải ngoại đó, là tung tin rằng là ông Johnny Nguyễn và bà Mai Hoa là hai người đồng làm trưởng ban tổ chức cho cái hội này, lễ hội phố Hoa này. Đó là cái điều mà tôi muốn cho nhắc lại để quý vị thấy, là ông Johnny Nguyễn và bà Mai Hoa là chủ tịch các hội lễ phố phố Hoa này. Phố Hoa là một con phố ở đường Main, thành phố Gansu đó, gọi là phố cổ, do đó họ muốn dùng cái phố cổ này để mà trưng bày hoa này nọ, đủ thứ rồng, đặc biệt con mèo, hoa tất cả hoa lá gì đó mà có tính cách là Tết nhất này nọ đó, nó đã được trang trí đó để đồng hương tới đó dự miễn phí để chụp hình chụp ảnh. Nói chung là họ không có bán hoa trong ngày này mà chỉ là trình bày triển lãm thì đúng hơn. Rất nhiều hoa, dù rằng đây là lần đầu tiên nhưng họ cố gắng, chắc chắn nó không lớn bằng đường hoa hoặc chợ hoa ở Nguyễn Huệ như mình này nọ ngày xưa, chắc chắn là chưa có thể như vậy, hy vọng tương lai. Tuy nhiên họ cũng cố gắng như vậy, và khi mà quảng cáo họ đưa, họ vẽ lên một bức tranh rất là vĩ đại, đặt dưới quyền lãnh đạo của ông Johnny Nguyễn và bà Mai Hòa. Thì khi mà chúng tôi thấy như vậy thì đầu tiên chúng tôi mừng là cộng đồng Việt Nam chúng ta có phố hoa nghệ thuật vào ngày Tết này nọ, thì cũng là cái nơi để mà chúng ta tới thăm viếng vào đầu năm, hoa lá cho nó tươi tắn cho cuộc đời. Tuy nhiên chúng tôi là nhà đấu tranh làm chính trị, chúng tôi tìm hiểu ai là đứng sau lưng, ai đứng tổ chức, là hai người Johnny Nguyễn và Mai Hoa rất là xa lạ với cộng đồng. Họ chưa hề có một hoạt động nào trong cộng đồng, họ chưa hề xuất hiện trong cộng đồng. Tại sao họ lại đứng ra tổ chức cái phố hoa này có tính cách công cộng? Nếu họ làm cho riêng tư cho nhà thờ chùa hay này nọ, riêng tư trong hầu đoàn nào thì ok, nhưng họ công khai ra thành phố, công khai ra cộng đồng, và họ cho rằng đây là một cái lễ hội của cộng đồng, thì chúng tôi phải đặt vấn đề họ là ai. Và khi mà tôi đặt vấn đề và tôi với anh Nam đã thảo luận, và anh Nam thì chuyên viên về về internet rồi, anh vào và tôi vào internet Google rồi đủ thứ loan cao cao, thì chúng tôi và anh Nam đã tìm ra ông Johnny là một người có liên hệ với cộng sản rất là chặt chẽ,
ông ta có một cơ quan ngôn luận gọi là Việt Kiều Media, mà quý vị biết Việt Kiều là gì? Việt Kiều là rõ ràng đại diện cho Cộng sản Việt Nam, đại diện cho những người dân của Cộng sản Việt Nam sống ở hải ngoại. Do đó không có phủ nhận là cái cơ quan cái ngôn luận của ông là một cơ quan để móc nối những người hải ngoại với Cộng sản Việt Nam qua nghị quyết 36, và ông cũng tuyên bố trên các diễn đàn là có mục đích của cơ quan Việt Kiều Media là nối kết người dân hải ngoại với nhà nước Cộng sản Việt Nam. Điều đó nói là ông là cánh tay nối dài của Cộng sản, một cơ quan tuyên truyền của Cộng sản tại hải ngoại. Bên cạnh đó, ông quảng cáo ông là cánh tay rất là quan trọng của ông Phạm Nhật Vượng, chủ cái công ty xe máy điện, xe điện á, là VinFast, và ông đã đưa lên những hình ảnh chứng minh ông là người một viên chức cao cấp trong cái công ty xe điện VinFast, ông đưa hình ảnh này nọ đó. Thì ai cũng biết VinFast là một công ty quốc doanh, một liên hệ cộng sản rất là chặt chẽ, không phải là cơ quan tư nhân. Cách đây 3 4 năm khi mà ông Vũ Văn Lan hỏi tôi nghĩ như thế nào cơ hãng xe VinFast qua Mỹ, thì tôi hồi đó tôi rất là bình thường. Tôi nói nếu mà công ty đó là của dân, giống như gạo, lúa, mắm, muối hay những thực phẩm, hay áo, quần, giày, dép, hay bất cứ những sản phẩm của người dân, tôi hoàn hồn, tôi không gì thắc mắc. Dù đó là các cơ quan bán xe hơi, xe điện. Do đó tôi không thắc mắc, tôi đó tôi không phản đối. Nhưng lần hồi tôi tìm ra thì tôi thấy sự móc nối, sự lãnh đạo, sự liên hệ, đứng sau lưng công ty đó là Cộng sản Việt Nam. Tại vì Phạm Nhật Vượng không thể là một thằng đại gia tỷ phú như vậy mà nó làm ăn Việt Nam mà không có liên hệ với Cộng sản Việt Nam, mà tôi nói là liên hệ thứ gốc á. Và chúng tôi có tài liệu Phạm Nhật Vượng không, tôi không có tài liệu chứng minh Phạm Nhật Vượng là đảng viên Cộng sản, nhưng tôi có tài liệu để chứng minh Phạm Nhật Vượng có đầu dây máu nhờ và làm gần gũi liên hệ với đầu sỏ Cộng sản tại Bác Bộ Phủ. Chính vì vậy bây giờ tôi là người đứng ra chống cái cơ quan cái hãng xe VinFast, tại vì nó thu lợi dụng cho nhà nước, cho Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải cho nhân dân Việt Nam. Đấy. Thì cái ông Johnny Nguyễn này đó là một viên chức cao cấp của VinFast, và chính vì vậy tôi chống VinFast, tôi phải chống ông. Đó là lý do tại sao tôi chống cái Phố Hoa, tại vì được lãnh đạo, được tổ chức bởi ông Johnny Nguyễn. Người thứ nhì tôi chống nữa là bà Mai Hoa, là theo tài liệu của báo Người Việt, phỏng vấn bà rất là nhiều. Quý vị vào trang nhà báo Người Việt hay là đài truyền hình Little, lúc nào cũng ca ngợi bà là lãnh tụ lãnh đạo của Phố Hoa này, khoe bà đã triển lãm 30 năm hoa tại Việt Nam, đặc biệt bà có triển lãm một lần tại Huế với 2 triệu người tham dự đài nọ. Thì qua những cái quảng cáo như vậy có thiệt hay không tôi không chắc chắn. Tuy nhiên bà đó bà triển lãm hoa có 2 triệu người tham dự trong một một ngày như vậy, quý vị nghe có tin được không? Thế mà báo Người Việt đã loan những tin đó, điều đó chứng tỏ rằng bà có bàn tay cộng sản đứng vào với bà, và trang cấp quảng cáo của bà đều có nhiều tên cộng sản, những tổ chức du lịch hay là tuyên giáo hay là này nọ đều ủng hộ bà trong những việc bà làm. Do đó tôi cho rằng bà có liên hệ cộng sản. Chính vì vậy mà cái Phố Hoa này do 2 người lãnh đạo như vậy thì nó liên hệ cộng sản, và tôi chống. Tôi không chống người ta dùng cái văn hóa, dùng ngày Tết này để có sự lãnh đạo của cộng sản giật dây, lãnh đạo cho cái Phố Hoa này để tuyên truyền cho cộng sản, tuyên truyền cho người quyết và sao. Và đặc biệt chúng tôi thấy những cái hình ảnh như bữa trước tôi nói đó, làm 2 hình con rồng ngay cái cổng đó thiệt lớn, cao cũng 5 6 thước, mà thấy là có màu vàng và màu đỏ trộn chung. Tôi cho rằng đó là 2 màu sắc của chính trị cộng sản và ban tôn giáo muốn tạo nên hình ảnh đó là sự hòa hợp hòa giải giữa người Việt quốc gia ở hải ngoại là màu vàng và cộng sản Việt Nam màu đỏ, do đó con rồng có 2 màu. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái tâm lý chiến, đó là một trò để tuyên truyền cho cộng sản trong nghị quyết hòa hợp hòa giải của 36 cộng sản Việt Nam. Thì chính vì vậy mà tôi đã lên tiếng để cảnh cáo cho mọi người. Và bên cạnh đó chúng tôi còn có nhiều yếu tố khác để rồi chúng tôi phản đối cái Phố Hoa, tại vì 2 nhân sự lãnh đạo trưởng ban tổ chức tôi cho rằng có liên hệ với cộng sản Việt Nam, đặc biệt những quảng cáo này nọ bà kia đều là những quảng cáo của những đại gia hay những tên tư bản đỏ
liên hệ với Cộng sản Việt Nam. Do đó tôi nghĩ rằng cái hội chợ này, cái ngày hội hoa này tổ chức ngay cái thủ đô tị nạn, mà những hình ảnh hay những nhân sự có quá nhiều liên hệ với Cộng sản Việt Nam. Đó là lý do tôi phản đối và tôi lên tiếng. Và thưa anh Nam, tôi trình bày tới đó, anh có câu hỏi nào trước khi tôi kế Vậy tiếp tại sao bây giờ tôi thay đổi? tới đó thì nghe nó đang cái mạch đi nó như vậy, đang cái mạch đi của anh Ngô Kỷ như vậy, bỗng dưng anh quay đầu xe 180 độ, đài anh lại không còn tấn công phố hoa và anh bây giờ trở thành người ủng hộ phố hoa. Vậy thì anh có những điều gì nói về người Việt anh nói sai không, nói về Johnny Nguyễn nói sai không, nói bà Hoa và cái nói sai không, còn gì sai nữa, và anh có quay xe trong những phương diện khác với các báo chí khác như Người Việt, Little Sài Gòn và một số đài báo miền Nam có liên quan nhanh được không thưa anh? Văn chính yếu thì hai cơ quan ngôn luận của báo Người Việt và Đài Lịch Sài Gòn TV đó là hai cơ quan ngôn luận lớn nhất thưa anh, và nó bao trùm hầu như họ độc quyền trong cái chuyện mà phổ biến tin tức này. Còn các cơ quan khác thì tôi thấy họ cũng hứng hờ không có nhiều. Thì tuy nhiên thưa anh, lại dĩ nhiên khi tôi chống đối và tôi phản đối, tôi phải cần có một số người cũng cùng quan điểm với tôi hoặc tiếp tay với tôi, dù rằng tôi làm rất là đơn độc, tôi không đứng dưới một cái thế lực nào, dưới một cái trướng nào hay một phe phái hay tổ chức nào cả. Tuy nhiên khi tôi lên tiếng công cảm như vậy thì những người dân ở đây hay những hội đoàn hay này nọ, dù rằng độc lập với tôi, dù rằng tôi độc lập với họ, nhưng họ cũng đồng thanh lên tiếng, đưa ra những bản lên tiếng chống cái phổ hòa đài. Thì thưa anh, và một cái người mà quan trọng, rất là quan trọng, phải dùng là rất quan trọng, đó là sự tiếp tay của ông tiến sĩ luật kiêm nghị viên thành phố Guadalajara, đó là Joseph Đỗ Vinh. Ông ta mới vừa đắc cử khoảng một tháng nay sau cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, và ông trở thành tân nghị viên thành phố Guadalajara, mà cái vùng mà đang tổ chức đó nó cũng nằm trong cái vùng hoạt động của ông ở Guadalajara. Và chính vì ông thấy sự lên tiếng của tôi, sự lên tiếng đồng hương phản đối như vậy, thì ông là vị dân cử, ông có trách nhiệm phải lên tiếng nói giùm cho những người dân. Do đó ông đã nhân danh là vị dân cử, một người nghị viên thành phố Cần Thơ, ông đã đặt vấn đề với ông tổng quản trị là manager ông Scott Steele. Thì ông đã gửi thư và ông cẩn thận ông kèm theo cái lá thư của tôi để mà đặt vấn đề với ông tổng quản trị, tại sao cái phố hoa này nhiều nhân sự cộng sản mà ông lại cho phép để mà tổ chức, và ông có thối lộ không, ông có tham nhũng hay không, ông có chơi gái ăn này hay không, ông có chân ngắn chân dài hay này nọ trong này. Tôi đặt nhiều vấn đề, và khi tôi nghi ngờ, tôi có quyền đặt, tại vì tôi nghĩ rằng cộng sản nó có thể dùng bất cứ phương tiện nào để mua chuộc bất cứ chính phủ Mỹ hoặc là viên chức Mỹ, tổng quản trị, thị trưởng hay nghị viên, nó có thể mua. Do đó tôi hỏi rất là rõ rằng là từ từ tôi chẳng sợ gì hết, có phải là cái phố hoa này ban tổ chức thế này nọ, những thành viên đã mua chuộc bằng tiền tham nhũng hối lộ, hành em gái trong chơi trên ngắn trên già, vân vân và vân vân. Tôi đặt thẳng thắn, và ông Đỗ Vinh đã trao cho ông ta những cái điều mà tôi nói với ông tổng quản trị. Thì chính vì vậy thì thành phố họ bắt đầu họ lúng túng, đặc biệt ông tổng quản trị, tại vì ổng là người cấp giấy phép, dù rằng thành phố đứng ngoài không có bảo trợ, không có đồng bảo trợ, không có đồng tổ chức, cũng không có cho tổ chức này đồng nào cả, tuy nhiên họ ưu ái cho cộng đồng Việt Nam thấy tổ chức như vậy, họ đồng ý cho phép tổ chức trên đường men, và đặc biệt họ đóng luôn con đường đó, nó không dài lắm đâu, nó khoảng mà mấy trăm thước thôi. Tuy nhiên đóng đường cũng là một vấn đề nhiều khê, và họ chấp nhận đóng đường, tốn tiền cảnh sát, giữ an ninh trật tự cũng là một vấn đề, nhưng họ yêu mến cộng đồng, họ chấp nhận. Nhưng khi ông tổng quản trị thấy tôi đặt vấn đề và ông nghị viên Rô Đỗ Vinh đặt vấn đề, thì họ vấn đề lo lắng. Vấn đề bây giờ cộng sản thì thật sự họ bây giờ là lúc mà họ nhận giấy phép đó thì không có ai cho họ biết là trong đó có những người cộng sản. Do đó chính vì vậy họ nghĩ là ok, do đó họ chấp nhận. Nhưng bây giờ tôi cho rằng có cộng sản thì ông tổng quản trị ông mới bắt đầu lo lắng.
Tại vì chúng tôi cho rằng chúng tôi dân chúng bất mãn sẽ biểu tình thật lớn tại cái phố Hoa trong cái ngày Tết này. Và thưa anh, thì may mắn là khi mà ông nghị viên Joe Đỗ Bình gửi thư cho ông ta đặt vấn đề đó, thì lúc đó chúng ta mới tìm hiểu ra thì ông Scott Stein của Garbanzo Manager tổng quản trị, ông mới gửi thư và ông nói rằng ông cho phép, tại vì ông nghĩ rằng cái ban tổ chức đó đàng hoàng, tại vì ban tổ chức gồm có ông Linh Nguyễn là chủ quán cà phê Phúc Lam ngay cung đường Men đó, ở ngay địa phương đó, và cái hội đá banh của miền Nam California mà tiếng Mỹ gọi là Việt Nam Soccer Association of Southern California, thì cái hội đó và ông Linh Nguyễn là hai người đứng tên xin giấy phép, và ông xác nhận ngoài ra không có ai ngoài ra là ban tổ chức phải đứng tên phép, nghĩa là ông Linh Nguyễn của cà phê Phúc Lao và các hội đá banh đó là những người mà ông ta cho phép. Do đó ông nghĩ rằng không có gì chứng minh hai người này cộng sản cả, tại vì họ làm ăn business tại thành phố rất là lâu, và hội đá banh đó đã mướn những cái sân banh với City để đá banh này, nó rất là đàng hoàng, rất là mạnh khỏe khoắn lịch sự này nọ, thì họ nghĩ rằng không có gì để mà thắc mắc thì cho giấy phép. Thì nhờ lá thư trả lời của ông tổng quản trị manager cho ông Joseph Đỗ Vinh mà chúng tôi biết là người đứng tên xin giấy phép không phải là ông Johnny Nguyễn hoặc bà Mai Hòa, mà là của ông Linh Nguyễn và hội đá banh miền Nam California. Ok, thì từ đó chúng tôi mới đặt vấn đề, ủa như vậy ông Linh Nguyễn và cái hội đá banh đó là chủ nhân của cái lễ hội phố Hoa này, thì tại sao ông Johnny Nguyễn và bà Ma Hoa là ồn ào tuyên bố qua báo Người Việt là lịch Sài Gòn quảng cáo hai người này là trưởng ban tổ chức và không hề nhắc đến tên ông Linh Nguyễn. Linh Nguyễn và hội đá banh. Thưa anh, cho đó bộ người 100% nghe cả tôi cứ nghĩ là ông Johnny Nguyễn và bà Mai Hoa là trưởng ban tổ chức, là người đứng đơn. Và khi mà chúng tôi find out ra là ông Linh Nguyễn và hội đá banh là trưởng ban tổ chức, là người đứng tên, thì lúc đó chúng tôi mới chúi mũi dùi vào ông Linh Nguyễn và hội đá banh. Và tôi tìm hiểu sơ khởi thì tôi thấy hai nhân vật này, ông Linh Nguyễn và hội đá banh ấy, không có gì gọi là cộng sản cả. Thì trong khi chúng tôi đang tìm hiểu thì ông Linh Nguyễn và những thân hữu ở này là có ông liên lạc với tôi muốn có cuộc gặp gỡ, và tôi sẵn sàng, tại vì anh biết khi mà tôi làm việc đó, tôi sẵn sàng mở vòng tay ra để đón nhận tất cả tin tức, tất cả những cái giải thích, và tôi đã ngồi rất là công khai với anh Linh Nguyễn và anh Linh Nguyễn giải thích cho tôi tất cả những gì trong cái nội bộ. Và khi tình cờ tôi gặp anh á, thì tá ra đó là người em của tôi, làm việc với nhau, quen nhau khoảng 25 năm trước, khi mà anh làm việc với anh Cao Sơn và anh Ngô Đình Vật dưới này đó, Cao Sơn ở dưới này chứ không phải Cao Sơn ở trên San Jose, trên San Jose cũng có anh Cao Sơn và dưới này cũng có anh Cao Sơn. Thì anh ta hồi rất còn trẻ, 25 năm trước thì anh ta làm cho đài radio, anh ta phỏng vấn tôi rất nhiều lần, đặc biệt anh tham dự vào những cuộc mà tường trình trong cái cuộc đánh biểu tình Trần Trường năm 1999 đó. Thì tá ra chúng tôi biết nhau tới mấy chục năm, và khi anh gặp tôi ngồi họp hội thì anh nói tất cả những điều mà tuyên bố trên báo Người Việt hoặc là Lịch Sài Gòn cho rằng ông Johnny Nguyễn và bà Mai Hoa là trưởng ban tổ chức, là người đã tiếp xúc với thành phố, là người lãnh đạo cái chương trình tổ chức này, tất cả là sai. Chỉ có anh là người toàn quyền để quyết định tất cả vấn đề tổ chức. Và như vậy thì tôi mới đặt vấn đề với anh. Như vậy thì sao? Bây giờ mọi người đều biết, đều nghe tin là ông Johnny Nguyễn và bà Mai Hoa này là trưởng ban tổ chức, và họ không biết ông Linh Nguyễn hà hội đá banh là ban tổ chức, thì bây giờ làm sao đánh tan nguồn dư luận để đồng bào hết hoang mang và cho rằng tổ chức này có liên hệ với cộng sản. Thì tôi đòi hỏi anh và yêu cầu anh, và cái phản ứng đầu tiên là anh đã đuổi ông Johnny Nguyễn. Vâng thưa anh.
anh đã đuổi ông ra người Nguyễn. Vâng, Cái sự đuổi anh dùng chữ đó là đuổi dưới hình thức nào anh? thì không cho ông ta cộng tác, coi như ông ra rìa, không cầu dính trong tổ chức này nữa. Vâng, thì để cho, và sau đó đến bà mà Mai Hoa thì tôi sẽ trình bày, thì tôi đó có sách mách có chứng, thì tôi mời anh Nguyễn Xuân Nam và quý khán giả, quý đồng hương nghe lá thư ông Linh Nguyễn gửi cho tôi cá nhân Ngô Kỷ, cũng như gửi cho quý đồng hương và quý cơ quan truyền thông báo chí, thì tôi đọc cái thư ngắn để anh thấy những lời lẽ như thế nào. Mời anh. Thì trong lá thư này thì ông ta viết như thế này: California ngày 12 tháng 1 năm 2023, kính gửi ông Ngô Kỷ, kính gửi quý đồng hương và quý cơ quan truyền thông báo chí, hai lá thư riêng rẽ, tuy nhiên chỉ kính gửi nó khác nhau thôi, nhưng cái nội dung nó hoàn toàn giống nhau. Thì như thế này: tôi là Linh Nguyễn, đại diện Vietnamese Soccer Association of Southern California, viết tắt là VSASOCAL, và cũng là trưởng ban tổ chức lễ hội Phố Hoa Tết 2023 diễn ra vào ngày 21 và 22 tháng 1 năm 2023 trên đường Moran Street, thành phố Garro, California. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức lễ hội, chúng tôi đã sơ ý và chi tiết quan trọng và không xem xét kỹ lưỡng, dẫn đến sự không hài lòng của đồng cộng đồng. Nay tôi xin được chân thành gửi lời xin lỗi đến quý vị và cũng xin thông báo như sau: ông Johnny Nguyễn không còn là thành viên của ban tổ chức. Thứ hai, nếu trong quá khứ có ai tuyên bố điều gì khiến xúc phạm đến danh dự cộng đồng và quý đồng hương, thì tôi xin minh xác đó là ý kiến cá nhân, không phản ảnh quan điểm của tôi và ban tổ chức lễ hội Phố Hoa. Câu thứ nhất thì ông ta nêu đích danh ông John Nguyễn, nhưng câu số 2 vì vấn đề tế nhị và lịch sự, ông ta muốn nhắc đến những lần tuyên bố của bà Mai Hoa, dù rằng ông ta không nhắc đến tên bà, nhưng ông ta nói nếu trong quá khứ có ai tuyên bố điều gì khiến xúc phạm đến danh dự đồng hương, ý là ông nói là đó là lời bà của Mai Hoa. Lát nữa tôi nói tại sao bà xúc phạm cái gì. Và kế tiếp ông nói: viết thư này chúng tôi rất mong nhận được sự đồng lòng và ủng hộ của quý vị trong cộng đồng và các cơ quan truyền thông báo chí nhằm hỗ trợ chúng tôi thực hiện thành công tốt đẹp lễ hội Phố Hoa Tết, để truyền tải ý nghĩa văn hóa tốt đẹp của người Việt đến với các cộng đồng bạn cũng như giới trẻ Việt Nam sinh ra và trưởng thành tại Hoa Kỳ. Trân trọng, Linh Nguyễn và ông ký tên. Thì thưa anh, qua lá thư vậy, chắc chắn có thể anh hỏi là ông không nói là tôi đã đuổi ông Johnny Nguyễn. Tôi nghĩ rằng trong văn kiện, trong hành chánh thì họ cũng tránh dành những chữ mà nặng nề. Tuy nhiên đó, tôi là người trong cuộc và tôi là người yêu cầu ông phải đuổi ông kia, và sự không có còn có mặt ông kia đó là chứng tỏ là ông kia đã bị đuổi là ông Johnny Nguyễn. Và bà Mai Hoa, lý do ông ta nói có một cá nhân có những lời xúc phạm, tại vì cách đây khoảng 3 4 ngày trước khi ra cái bản lên tiếng thế này thì tờ báo Người Việt rất là mắc dạy, đang một có tin tức phỏng vấn bà Mai Hoa, và trong đó là quote một lời tuyên bố của bà, nói là tôi cảm ơn những người đang chống phá tôi, tại vì nhờ quý vị chống phá tôi nhưng do đó tên tuổi tôi được rất là sôi nổi, rất được được nhiều người biết đến này nọ. Đó là một câu tuyên bố rất là sắc sược, khổng láo, rất là bắt dạy của bà Mai Hoa, mà báo Người Việt muốn đưa ra chuyện đó để thách đố cộng đồng, để chọc giận cộng đồng, trong đó muốn chọc giận và muốn muốn tạo nên hiềm khích giữa tôi và ban tổ chức. Chính vì vậy mà tôi không chấp nhận cái lời tuyên bố bà Hoa. Do đó ông Linh Nguyễn đã lên tiếng xác nhận rằng, minh xác rằng cái lời tuyên bố bà Hoa đó là ý kiến cá nhân, không thể hiện cái ý kiến của ông Linh Nguyễn và không có phản ảnh được đó là ý kiến của ban tổ chức của ông Linh Nguyễn, thưa anh. Và chính vì vậy mà qua sự chống đối của tôi và của đồng hương thì ông Linh Nguyễn đã đáp ứng, tại vì chúng tôi chống cái Phố Hoa, nó không chống Linh Nguyễn, tại vì chúng tôi không có thấy ông ta cộng sản,
để chống ông Johnny Nguyễn, thì ông Johnny Nguyễn đã bị đuổi. Như vậy đó là điều mà chúng tôi mong muốn. Thứ hai, bà Mai Hoa, thì dù rằng chúng tôi rất là khó chịu về những lời tuyên bố láo léo của bà, tào lao của bà, tuy nhiên qua những hồ sơ thấy bà làm ăn với cộng sản, nhưng cái mức độ nó không có lớn lao liên hệ cộng sản ghê gớm lắm. Do đó tôi yêu cầu ông hạn chế chế tài bà kể từ giờ phút ông ra cái thông báo này. Bà không được tuyên bố bất cứ điều gì với báo chí, không được nhân danh là ban tổ chức, chỉ là người kỹ thuật lo cắm hoa mà thôi. Đó là cái điều, và điều đó bà đã vâng lời, và chính vì vậy mà ông Vũ Hoàng Lăng Phố Bô Sa có hứa bà sẽ phỏng vấn, nhưng ngày hôm qua là ngày hạn để bà lên, nhưng bà đã trả lời là ông Nguyễn Linh đã không cho phép bà nói năng gì cả. Nói chung kể từ nay bà chỉ là một chuyên viên cắm hoa, chứ không còn là ban tổ chức hay là phát ngôn nhân gì cho cái ngày lễ hội pháo hoa này, thưa anh. Như Chính vậy vì vậy mà bây giờ cái phái đoàn từ Việt Nam cắm, phái đoàn trưng hoa cắm hoa qua bên này đi chở cả hoa cả người, như vậy cả hoa tiếp tục không anh? đó, tôi đã nói bà hoa bà nổ mà. Chính vì vậy tôi phẫn nộ về những cái nổ sẵn của bà. Bà nói là sẽ đưa phái đoàn mấy chục, khoảng 50 nghệ nhân từ Việt Nam qua. Thì tôi hỏi ông Linh Nguyễn, ông Linh Nguyễn ông nói là cho đến giờ này nếu có đi thì tối đa là 2 người thôi anh. Nếu mà đi 2 người từ Việt Nam qua thì đối với tôi quá nhỏ thì cũng chẳng có gì đáng để ý. Nhưng lúc trước tôi phản đối á, tôi cho rằng nếu mà đưa 50 người như bà Mơ Hoa tuyên bố, đó là một cái cớ đi rửa người đó, đi buôn bán người để mà lấy tiền, để lấy cớ, cũng giống như một số thầy chùa được mấy cái chùa để bảo lãnh qua để mà xin ở lại bên này. Cộng sản nó đưa sư quốc danh qua Mỹ rất là nhiều, qua những chùa của cộng sản bên này. Thì tuy nhiên bây giờ qua sự xác nhận ở Lê Nguyễn nó là chưa, anh chưa chắc chắn, nhưng nếu có quyết định đưa người từ Việt Nam qua thì tối đa 2 người, chỉ có 2 người mà thôi. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà một lễ hội như vậy đưa 2 người qua thì không phải là một vấn đề chúng tôi đặt ra, như lời bà Mỹ Hoa nói là khoảng 50 người thì là vấn đề khác. Thì anh đặt câu hỏi rất là chính xác, và tôi có cơ hội để trả lời. Do đó cái điều đó chỉ 2 người nếu có thể qua thôi chứ cũng chưa chắc. Thì tôi nghĩ rằng cái yếu tố đó nó không nói lên đây là muốn rửa người, đưa người qua để mà buôn vấn đề mà di trú hay đi lậu, hay qua để mà ở lại để làm giấy tờ trả tiền này nọ. Thì đó là cái điều chứng tỏ rằng cái lễ hội này không có như lời tuyên bố của ông Johnny Nguyễn và bà Mai Hòa, như tờ báo Người Việt và Đà Lịch Sử Gồ đã tung tin thất thiệt để mà đánh bóng hai người này, để làm lệch lạc ý nghĩa và cái tinh thần chính trị của cái lễ hội pháo hoa này, thưa anh. Anh có nghĩ người Việt bị oan trong trường hợp này không? Bởi vì phải từ miệng của những người đó nói, họ là ai thì phóng viên mới ghi lại. Nếu không Không, họ không nói thì phóng viên đâu anh ghi làm lại. truyền thông nhiều là anh biết rồi, không phải ai cũng nói mình cũng ghi hết. Anh còn kiểm chứng, anh đo lường được này nọ, rồi ngay cả anh phải tìm hiểu chứ, anh phải tìm hiểu, anh là nhà báo chứ đâu phải tôi nói anh mới hiếp dâm, ông B mới hiếp dâm rồi anh đưa đây. Tôi nghĩ là anh cũng rất là cẩn thận trong vấn đề tin tức, và người ta tuyên bố là một chuyện nhưng anh phổ biến tin tức anh cũng có trách nhiệm liên đới, chứ không phải là ô tôi phỏng vấn ông A ông B ông nói vậy rồi ông A ông B chịu trách nhiệm. Không, người ta kiện luôn cái đài của anh, kiện luôn tờ báo của anh, tại vì anh là người trực tiếp phổ biến những tin tức đó. Những người nói chưa chắc họ có tàu nạn bàn cái tờ báo hoặc cái đài phổ biến tin tức. Do đó tôi nghĩ rằng, và tôi có bằng chứng để chứng minh rằng tờ báo Người Việt và Đà Lịch Sài Gòn chủ mưu để mà tung những tin thất thiệt như thế này. Có thể sự thật đã khoảng 50%, và họ đánh bóng, họ diễn giả, họ họ làm cho nó đánh lừa dư luận, hướng dẫn dư luận lệch lạc. Anh biết rồi, anh làm truyền thông, anh muốn Nhưng mà lừa nếu mà rất đặt là vấn đề với anh như vậy, nếu bây giờ người Việt có cái chủ mưu thì họ được lợi gì? đúng, tại vì họ quen biết họ với bà này mà, họ là có tên trong cái băng sponsor cho cái hội Tết này, và họ có liên hệ bà này, thì bà này được đánh bóng, bà này liên hệ với cộng sản hay ông kia liên hệ cộng sản, họ nhận được quảng cáo của VinFast hoặc là họ được trả lương nhiều, họ được ưu đãi, bà này cũng doanh Nguyễn ưu đãi nhiều chỗ đứng này nọ, và
họ với tư cách truyền thông họ sẽ được lấy những quảng cáo của cộng sản qua những sắc móc nối của những người này. Anh biết rồi, cái gì cũng có lưỡng lợi hết, có qua có lại, do đó cái chuyện. Và bằng chứng là những cái điều mà tôi đưa ra bây giờ họ câm miệng, tại vì ông Linh Nguyễn đã tuyên bố là bà Mai Hoa và ông Johnny Nguyễn không phải là trưởng ban tổ chức, chẳng những không phải mà còn bị đuổi nữa. Điều đó là vết nhục cho tờ báo Người Việt và Đà Lít Sài Gòn, thưa anh. Rồi chuyện diễn biến anh tới anh bây giờ anh cứ gọi ông Đỗ Dũng, chủ bút tờ báo Người Việt, hoặc ông Đằng Giao là phóng viên viết những bài đó, hay là ông Đinh Xuân Thái là chủ của Đà Lít Sài Gòn, hoặc là ông Hoàng Trọng Thụy, con của một kênh thứ trưởng của Cộng sản Việt Nam Phan Nghị làm sứ ngôn viên, hay là bà Ngọc Lan là một tên bồi bút của báo Người Việt đã từng về Việt Nam viết bài và truyền hình tại Việt Nam qua hải ngoại, hoặc là ông Nguyễn Trường cũng là từng là làm cho những cái đài mà có khuynh đảo bên này và bây giờ cũng về làm cho Đà Lạt còn, và ông ta đã về cầm cờ cộng sản tại Việt Nam và đã đứng dưới cờ cộng sản để chụp hình và về Việt Nam tường trình tại Việt Nam với bà Ngọc Lan của báo Người Việt, thưa anh. Do đó những người này đều có quan điểm thăng cảm, tôi không nói họ là cộng sản nhưng họ có quan điểm và lập trường thăng cảm, và chúng tôi đã đưa lên hình ảnh và tài liệu để chứng minh, tại vì nếu họ không phải thăng cảm thì họ không được phép về Việt Nam để đi từ Nam chí Bắc để cầm cờ cộng sản đứng trước những cái lan miếu cộng sản để chụp hình vênh váo lên. Và điều đó tôi nghĩ rằng tại vì hai cái người là bà Mai Hoa và ông Johnny Nguyễn là những người có liên hệ cộng sản, và những người này móc nối với nhau để mà tạo chỗ đứng cho nhau, thưa ạ. Tôi chịu trách nhiệm lời tôi nói. Và nếu quý vị được nhắc đến, được nói đến, cảm thấy rằng điều anh Ngô Kỷ nói là không đúng, mặc dù anh tuyên bố đã chịu trách nhiệm, nhưng quý vị cũng có thể lên tiếng để cải chính vấn đề này, hay nói một cái góc độ khác theo quý vị. Chúng tôi xin mời quý vị trở lại cái chuyện mà Phú Hoa. Như vậy sau một hai ngày ban đầu mà anh cho là có những ngộ nhận và hiểu lầm á, thì bên đó có sự cải tiến, sa thải một số người gây hiểu lầm, điều chỉnh trước dư luận, gửi tính chính trong cộng đồng, thì bây giờ Phố Hoa vẫn tiếp tục không anh? Rất là ổn thỏa, rất là vui vẻ. Và đây, nếu trước hình ảnh đó, quý vị thấy tôi gặp ông Linh Nguyễn là trưởng ban tổ chức, ông ta là chủ cái cà phê Phúc Long, quý vị về ở đây cà phê Phúc Long rất là ngon ở đường ai cái chỗ tổ chức lễ hội đó, và anh ta cũng là một nhân vật cao của cái hội họ gọi là hội đá banh của Việt Nam, thì tiếng Mỹ là Vietnamese Soccer Association of Southern California. Chỉ có ông mới là người có tư cách. Và bây giờ ông tuyên bố thẳng thừng cho tất cả nhân viên, chỉ có ông mới người phát ngôn nhân thật, không có ai như bà Mai Hoa này nọ, không ai được lên báo chí rồi tuyên bố ồn ào cả. Đó, anh thấy tôi gặp trực tiếp với người trưởng ban, và người trưởng ban đã viết thư như thế này, anh thấy cách thư dưới như thế này. Và lát nữa tôi sẽ chuyển anh, tại vì tôi bận quá, đáng lẽ tôi chuyển anh để có những tài liệu. Đây là những lá thư ông gửi cho thông báo chí, đây là ông gửi cho tôi, đây là lá thư ở truyền thông báo chí, và đề gì đó ông rõ ràng như vậy. Và quan trọng hơn nữa là ông đã đáp ứng cái lời yêu cầu tôi, và ông đã hai con rồng vào trước như tôi nói anh á. Tôi chống là tại vì nó tổ chức ngay đây dưới con mắt nghệ thuật, thì cái chuyện mỗi người nhìn một cách, nhưng dưới lăng kính con mắt chính trị của tôi á, tôi cho rằng nếu làm con rồng mà màu vàng màu đỏ đó là một cái cớ chính trị, đó là nghị quyết 36 muốn hòa hợp và giải, tại màu rồng nó là những cộng đồng cờ vàng của mình, do đó đó đại diện cho người tị nạn tại hải ngoại, và màu đỏ là lá cờ máu. Chính vì vậy mà bà Mai Hoa và ông Johnny Nguyễn từ đầu đã đưa ra cái hình ảnh con rồng là có màu đỏ vàng, và tôi chống tuyệt đối, và tôi yêu cầu ông Linh Nguyễn này phải sơn hai con rồng nó toàn màu vàng, không có một chút nào đỏ cả. Do đó và ông đã đồng ý là chỉ có màu vàng thôi anh. Còn có chuyện tôi nghĩ là đúng thiệt hay sai, có phải ý vậy không, tôi không kè, nhưng đối với người đấu tranh, tại vì
tôi không muốn có chuyện sao lẫn lộn giữa đỏ vàng, tại vì cái hình ảnh đó, một cái hình nó nói lên bằng ngàn chữ, do đó nó sẽ tuyên truyền. Và để cho bảo đảm nữa, tôi đã yêu cầu ông trang cái lễ hội này phải có cờ vàng ba rõ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, điều kiện khác có và đủ để chứng minh, dù rằng đó chỉ là hình thức nhưng hình thức cũng nói lên nội dung. Và ông đã đồng ý, và đích thân tôi đã đưa ông tới tới ngay cộng đồng người Việt Nam Cali do ông Võ Khôi làm chủ tịch, và anh Phan Minh Chính và anh Thuần, Phan Thuần làm phó chủ tịch. Và đây người ta tại đây họ có rất nhiều cờ, vừa cờ vàng ba sọc và Hoa Kỳ. Và đây quý vị thấy là tôi và anh Linh Nguyễn và anh Chính đứng ở giữa là phó chủ tịch đã mượn cờ vàng tại cộng đồng, để rồi anh Linh Nguyễn đem về để mà dựng treo tại cái lễ hội anh. Thì điều đó ít ra cũng chứng minh rằng cái lễ hội đó là của người quốc gia của cờ vàng ba sọc đỏ, thưa anh. Dù rằng nó chỉ là hình thức, tuy nhiên cái hình thức nó cũng đóng vai trò rất là quan trọng để xác định vị trí của cái lễ hội đó, thay vì bị mang tiếng là của cộng sản tổ chức. Thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Ngoài ra còn những vấn đề khác nào nữa mà anh quan tâm anh? Thưa anh thì nó chỉ vậy thôi, về chính trị thôi, còn vấn đề kỹ thuật chuyên môn thì chúng tôi cũng không quan tâm lắm, làm rồng làm con mèo như thế nào, hoa hoa lá trang trí này nọ, nó vấn đề chuyên môn kỹ thuật thì nó không phải lĩnh vực của tôi chỉ nói lại vấn đề đấu tranh và chính trị để tôi nghĩ những cái điều tôi muốn làm. Dù rằng anh thấy cô thân độc mã, một cái chuyện đối đầu, một chuyện tranh đấu mà có mình tôi à, rồi sau này có sự tiếp tay mà trong vấn đề nghề nghiệp của ông nghị viên Rô Đỗ Vinh, ổng làm phần của ổng tại City thôi, nhưng đối đầu với ban tổ chức, đối đầu với ban điều hành thì có mình tôi. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cái chính nghĩa bao nhiêu cũng thắng cả, và tôi làm với tâm hồn tôi, với trí tuệ của tôi, với cái khả năng của tôi, đặc biệt với cái chính nghĩa lý tưởng của tôi, thì tôi nghĩ rằng anh Linh Hợp Kiệt, các chiến sĩ vì quốc vong thân Việt Nam Cộng Hòa và ơn trên đã phù hộ cho tôi. Đặc biệt cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam cũng như các anh chị trong ban kỹ thuật đã giúp cho tôi được có cơ hội nói lên những việc làm, để rồi từ người ta biết điều đó và sau này tôi nói là những điều đó thì đồng hương hiểu cái việc tôi làm, và tôi nhận sự hỗ trợ rất là nhiều từ Bắc Cali, thưa anh, qua những cái Facebook người ta nghe được đài anh và người ta đã lên tiếng hỗ trợ cho việc tôi làm, thì điều đó cũng là một cái điều an ủi tinh thần. Và chúng tôi lấy làm may là cái chuyện chúng tôi làm cho đến giờ này tôi cho rằng là thành công. Còn thành công mức độ nào và tương lai đến cái ngày 21 và 22, ngày 30 Tết và ngày mùng 1 Tết diễn ra như thế nào thì thưa anh, nó ngoài tầm tay tôi, và nó cũng không phải là cái sự quan tâm của tôi nhiều, tại vì qua sự cam kết của ông Linh Nguyễn với một số người nhân chứng thì tôi nghĩ rằng điều đó nó cũng làm cho tôi thỏa mãn rồi. Còn ông thực hiện hay không, đến giờ đó hay không là một chuyện khác, tôi không phải là Thiên Chúa để biết là nó sẽ như ý mình 100% hay không. Tuy nhiên những điều tôi trình bày trong sự dè dặt thường lệ thì tôi thông báo và báo cáo cho anh Nguyễn Xuân Nam và khán giả biết cái diễn tiến cho đến giờ này, mọi chuyện đang trôi chảy, và hy vọng chúng ta sẽ có một cái lễ hội phố hoa rất là dễ thương vào 2 ngày Tết. Và hy vọng rằng chẳng những cho cái dịp này thôi mà có thể mỗi năm nó càng lớn mạnh hơn và nó tiết diễn, chẳng những là phố hoa mà có thể bắn hoa luôn, và biến thành cung đường đó trở thành một cung đường Nguyễn Huệ, chợ hoa này nọ cho mỗi năm Tết. Và tôi nghĩ rằng nếu mọi chuyện suôn sẻ thì cái chuyện đó nó sẽ đưa đến cái điều rất là khả quan trong tương lai, anh Nguyễn Xuân Nam. Cảm ơn về những nỗ lực rất là lớn của anh Ngô Kỷ. Thưa quý vị, như quý vị đã biết rằng Ngô Kỷ trong nhà đấu tranh, và anh đấu tranh không ngừng nghỉ. Và có lúc anh tuyên bố là đơn độc, nhưng mà thực sự Ngô Kỷ không đơn độc. Có rất nhiều người Việt quốc gia, họ không nói ra, họ đứng bên cạnh anh, đứng cùng với anh trong những chiến tuyến mà anh tham dự. Ví dụ như chúng tôi, dù quen biết anh trên dưới 40 năm nay,
nhưng cũng rất là gắn bó với anh và cũng sát cánh với anh trong một số công việc đấu tranh của anh. Và thưa quý vị, anh làm được nhiều hơn mà chúng tôi mơ ước. Và lúc tôi đã dùng hình tượng là anh là gì, là ông trước cái chùa đó, nó có ông thần đó, ông hộ pháp, ông giữ cái chùa thì người Việt quốc gia cần những vị hộ pháp để giữ cái tín ngưỡng quốc gia của mình. Và Ngô Kỷ là một trong những người như vậy. Và cái điều hay thứ hai nữa, và tôi cũng rất thích Ngô Kỷ, tại vì làm sai hay hiểu không đúng, không bắt gỡ, không xấu hổ, thừa nhận mình sai và thừa nhận cái chỗ đó mình đúng và chỗ đó mình sai. Ví dụ trong trận đánh vừa qua, anh thừa nhận, anh phát hiện rất là nhanh cái người tổ chức không phải là những nhân vật đã được nói tới, và cái người tổ chức đó lại ẩn khuất hơn, và anh lại làm việc với những cái yếu tố mới đó và lôi ra ánh sáng những yếu tố mới đó, và từ đó anh đổi toàn bộ cái hướng đi vùng lập trường. Thưa quý vị, đó là khiến cái sự mà minh bạch, cái sự trong sáng của Ngô Kỷ nó rõ ràng hơn. Thì tôi rất là, mặc dù tôi là cái người tuyên bố đầu theo anh, nhưng mà tôi cũng tôi thích cũng rất là nhiều để nghe anh diễn biến cái điều đó, và tôi cảm thấy cái đường đi diễn biến thay đổi của Ngô Kỷ là đúng. Và Vâng, thưa tôi anh, để tôi nói, cảm ơn anh vừa rồi anh nói đó, tôi muốn bổ túc thêm. Tôi hoàn toàn không có ân hận hay nhận sai về cái nhận xét của tôi từ lúc đầu. Lúc đầu tôi đánh là tôi chống phá, điều đó hoàn toàn đúng. Đến giờ này tôi không, có mấy người bạn nói thôi bây giờ anh ủng hộ, nên tiếng ủng hộ thì anh rút những cái video hoặc những bài viết anh chống từ đầu, không tôi cái ủa tại sao lúc đó tôi chống đúng mà. Thì lúc đó những tin tức hay những nhân sự gồm có ông Johnny Nguyễn, bà Ma Hoa này nọ nằm trong tổ chức đó tôi cho là cộng sản, thì điều đó tôi đâu có gì sai. Tôi hoàn toàn không có lầm lẫn ha, đưa những cái đánh lậu người hay này nọ, tôi muốn minh xác như vậy. Tại vì cái, tôi hiểu anh Nam nói, nhưng cái điều anh nói hồi nãy có thể tạo cho dư luận hiểu rằng tôi sẵn sàng nhận lỗi này nọ. Tôi hoàn toàn không có lỗi gì trong việc này hết. Cho tôi ngày xưa tôi thấy, ví dụ ngày xưa mình ủng hộ ông Nguyễn Cao Kỳ, ông là phó tổng thống, ông là thủ tướng Việt Nam Cộng hòa, tư lệnh không quân thì chúng ta ủng hộ, nhưng sau này ông là Việt dân chúng ta chống, không có nghĩa là chúng ta nhận lỗi là ngày xưa chúng ta sai, phải không ạ? Hai là ông Phạm Duy ngày xưa là cây nhạc cổ thụ này nọ, chúng ta rất yêu mấy thần tượng ông này nọ, nhưng sau này ông là Việt dân chúng ta chống. Còn Nguyễn Bá là một thằng đã tá cộng sản ngày xưa chúng ta chống, nhưng sau này nó ăn năn hối hận này chúng ta ủng hộ, chúng ta khen nó và chúng ta cho đại tá Nguyễn Bá về làm trung tướng xây dựng nông thôn. Cái chuyện đó không có gì sai trái trong cái chuyện mà tôi chống trước và bây giờ tôi ủng hộ. Nhiều người họ không hiểu đấu tranh là thay đổi từng giờ từng phút, và có thể biết đâu tôi nói anh mà ngày mai tôi chống lại không biết chừng. Nếu ngày mai tôi có những tài liệu, tôi có những cái tin tức mà ông Nguyễn Linh này cộng sản hay cái hội này có cộng sản anh này đó, tôi sẽ gọi đến và tôi xin lên để tôi chống, tôi kêu quả trống, anh hiểu không? Do đó vấn đề đặt ra, tôi muốn minh xác, tôi không phải chủ quan. Tuy nhiên tôi chống, tôi lên tiếng tùy theo thời điểm, tùy theo hoàn cảnh lúc đó. Và bây giờ trong lúc này tôi rất là vui vẻ để thông báo quý vị là giờ này chợ hoa, phố hoa của ông Nguyễn Linh và hội đá banh theo tôi là tốt đẹp, và ông Nguyễn Linh xác nhận ông ta là con của một người chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, binh chủng thủy quân lục chiến, và ông ta xác nhận. Thì tôi cũng không phải là Thiên Chúa để biết trong bụng ông như thế nào, có cộng sản hay không, không có đảng địch hay không, cái đó của công an, của FBI, của phòng nhì hay này nọ. Tuy nhiên qua sự mà hiểu biết tìm hiểu vừa phải của tôi thì cho đến giờ này tôi thấy mọi chuyện tôi ủng hộ, tôi không kêu gọi ủng hộ hết. Tuy nhiên cá nhân tôi bữa trước tôi chống và bây giờ tôi lên đà tôi tuyên bố tôi ủng hộ và tôi không chống nữa. Còn quý vị muốn biểu tình tiếp, muốn chống tiếp hay thế nào là quyền quý vị, và tôi cũng không cản không ngăn gì cả. Vậy Thế là thì anh Nguyễn hỏi Sơn anh chút sẽ xíu có đó. thêm ấy. Tôi được biết là anh hồi nãy có nói đến cái VinFast, thì được biết là một chiếc tàu thủy chở gần cả ngàn chiếc xe
hơi 999 chiếc. GDP từ Hải Phòng đến Hoa Kỳ, và chắc chắn khi đến Hoa Kỳ nó sẽ một cái điểm mà phân phối chắc chắn phải liên quan đến Nam California, thì quan điểm của anh như thế nào? Không, cái chuyện đó nó lớn lao và nó ngoài tầm tay của tôi. Thứ nhất là tôi không có nhiều thì giờ, tôi không lấy chí phèo, tôi không phải là cảnh sát quốc tế, cái gì tôi cũng chống ngay cả cộng sản rõ ràng đó, mà không tôi cũng chống hết, tại vì đâu có gì mình chống hết. Tôi đâu phải lãnh tụ cộng đồng, tôi phải đâu phải là ông Phan Kỳ Nhân, chủ tịch liên ủy ban chống cộng sản ta sai, hay quốc dân đảng đặc biệt các đảng phái, rồi các truyền thông báo chí các anh loan tin cho đồng bào biết, còn tôi chỉ là cá nhân thôi. Do đó nếu bây giờ anh hỏi tôi làm cái gì thì tôi cũng không trả lời được, tại vì tôi làm rất là nhỏ nhặt, nhỏ mọn trong cái chuyện của tôi. Thưa anh, tôi phải cảnh sát quốc tế, do đó cái chuyện có những người mà mình chống mà mình cũng không nói, tại vì mình chống cái sức lực tầm nó chỉ là có giới hạn thôi, và tôi chỉ là cá nhân, tôi không có bổn phận mà chống nếu tôi không muốn, và nếu tôi không có khả năng thì tùy cái chuyện. Còn cái chuyện mà nó tới California thì thứ nhất là vấn đề đặt ra luật lệ của chính quyền nó và tuân thủ luật lệ của California, của liên bang, của tiểu bang, vân vân. Và sau đó thì vấn đề, nếu mà nói vấn đề chính trị thì nó ông Phạm Nhật Vượng cái tỷ cái tài sản ông là cho bao nhiêu tỷ, thì tôi nghĩ rằng đối đầu với ông thì phải một lực lượng quần chúng của cộng đồng, của đất nước, cho cá nhân ai thì cũng rất là khó, thưa anh. Đó Vâng. là tôi, quan niệm của tôi. Nhưng mà dư luận đối với vấn đề xe VinFast tại Nam California như thế nào thưa anh? Nó cũng nhiều chiều anh, thì thật mình mà nói thì vừa vừa vấn đề kỹ thuật nữa, nó không phải chính trị không, rồi người nó xa tốt xa xấu, những bình điện thì không đủ sức chứa chạy 180 giờ, cây số thì ngắn quá không, rồi người thì nó già quá, người thì nó mát quá, người nó rẻ quá, rồi nó cũng mơ hồ lắm, nhiều tin tức. Thì do đó tôi cũng nghe để mà nghe thôi, tại vì mình không phải là nhà chuyên môn để mà để ý nhiều chuyện mà nó không nằm trong lĩnh vực của mình, thưa anh. Vâng. Đó là cái điều mà Ngoài ra cái Nam California còn cái những tin tức nào đặc biệt anh muốn truyền tải trong chương trình ngày hôm nay không thưa anh? vâng, để trước khi tôi đó và tin tức bên lề thì tôi nói cái xác chứng, quý vị biết là tôi ngồi anh Nam nó tương đối khó, tại vì anh em tôi vấn đề kỹ thuật đó thì ở xa, do đó chúng tôi không có hệ móc nối những hệ thống mà hình ảnh nó phim ảnh này nọ, nó để cho nó để gọi là gì để gì Minh minh họa, minh họa đó, họa, minh minh họa. họa. Vâng, cảm ơn anh giúp cho, để minh họa những điều mình nói như vậy nó thuyết phục hơn. Tuy nhiên chúng tôi cố gắng trong khả năng, đại khái thì quý vị thì không có phở không có ấy thì quý vị ăn đỡ mì gói thôi, thì chúng tôi chỉ đóng vai trò gói thôi. Còn tôi thấy có một số khán giả anh cũng chê trách tôi, ông Nam tại sao anh hết người mà anh đem thằng Homeless, Chi Phèo, Ngô Kỷ, thằng Hề này nọ đi đó, thì tôi cũng có ghi nhận điều đó. Tuy nhiên thưa quý vị, thì tôi cũng không bao giờ tôi cho tôi là diễn giả, học thuyết trình viên hay một phóng viên hay nhà báo kinh nghiệm đâu, tôi lên đài cũng giống như một người có cơ hội để nói những điều mình chia sẻ vậy thôi. Chứ còn toàn quý vị đánh giá tôi này nọ này, quý vị không muốn nghe, quý vị khinh bỉ tôi, đó là quyền quý vị, và tôi đó là có quyền của ông chủ nhiệm Nguyễn Xuân Nam trong phần của tôi. Thì trở lại thì đây để quý vị thấy, tôi nói đây đây quý vị thấy hình ảnh rất là rõ. Bên tay trái là bà Ngọc Lan, xướng ngôn quyền của đài Lịch Sài Gòn, ngày xưa bà làm cho báo Người Việt, ở giữa là ông Nguyễn Trương, và bên tay phải là bà Mai Hoa, đó là người mà bây giờ bà phụ trách về cắm hoa, nhân vật chính đó. Tôi đưa như vậy để tại vì tôi muốn cho quý vị thấy là những điều tôi nói, và ông Nguyễn Trường mà hồi nãy tôi nói liên hệ cộng sản đó, thì ông ta có một Facebook tên là Trường Nguyễn, và quý vị thấy ông ta đích thân về Việt Nam đứng ngay lá cờ đỏ sao vàng của cộng sản, rất là thoải mái chụp hình này nọ, và cái chéo đó là tôi chéo, tại vì tôi không thích thấy cái cờ ngôi sao cộng sản. Và quý vị đó, như vậy một người về Việt Nam hãnh diện đứng ngay lá cờ cộng sản, tại bao nhiêu chỗ ông đứng ngay lá cờ cộng sản để ông đưa lên, nghĩa là ông chứng tỏ là ông muốn ca ngợi cộng sản. Và ông và những phóng viên của đài Lịch Sài Gòn về ngay chợ Bến Thành để mà ca ngợi tuyên truyền cộng sản, làm những cái live stream, làm những phóng sự quay phim trực tiếp chiếu về đài Lịch Sài Gòn tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, nếu mà không liên hệ cộng sản làm sao anh về Việt Nam
anh đứng ngay giữa thành phố cả của Cộng sản Việt Nam đang công an này nọ để mà anh làm những cái chuyện này. Và ông ta có những cái ở Mỹ này thì ông ta có những cái văn phòng làm việc, ông ta sửa những cái cellphone, đây là vấn đề riêng tư của ông ta có đẹp. Và đây bà Ngọc Lan là ai? Tôi nói bà liên hệ Cộng sản, cái người đội mũ đó không xa lạ đó anh Nguyễn Sinh Nam, cũng là láng giềng anh đó, là bà Quỳnh Thị Châu, một cán bộ cộng sản, một sinh viên trường Berkeley ở miền Bắc Cali anh. Và bà này là người đã vẽ ra những chậu rửa chân hình ảnh cộng sản, cờ cộng sản, để rồi bà đưa cho ông Vũ Quang Hiển nhiên in trên cái tờ báo năm 2008 báo Xuân, trong đó giục mạ lá cờ vàng ba sọc đỏ trong chậu rửa chân. Và bà Ngọc Lan là người thân thiết đã mời bà này về thăm báo Người Việt này, đây là bà Quỳnh Thị Châu. Và đây những hình ảnh chúng tôi đã đảo báo Người Việt, chúng tôi biểu tình báo Người Việt tại vì nó nhục mạ lá cờ trong chậu rửa chân. Và đây, và bà Quỳnh Thị Châu vừa rồi đó, bà vẽ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ trong chậu rửa chân. Và bà Ngọc Lan là bà bạn trong đồng chí đồng rặng với bà này, rất là thân thiết. Chính vì vậy tôi nói rằng bà Ngọc Lan đó rất là liên hệ với cộng sản, tại vì qua nhiều, và bà Ngọc Lan đã từng về Việt Nam như hồi nãy tôi nói đã về. Và bà Quỳnh Thị Châu bà đã vẽ những lá cờ cộng sản, anh thấy không, lá cờ cộng sản màu đỏ sọc vàng, rồi lá cờ vàng ba sọc đỏ rồi này, hòa hợp hòa giả này nọ, rất là lung tung. Thì đó, đây đây là chậu đôi chân, anh thấy không, cái chậu đôi chân bà vẽ cái màu vàng ba sọc, cái chậu đôi chân là nhân dơ bẩn những người làm nail, mà bà vẽ lá cờ mình trong cái chậu rửa chân những người làm nail. Chính vì vậy mà tôi đã biểu tình chống báo Người Việt. Đây là bà Quỳnh Thị Châu, bà họa sĩ, và ba là một cán bộ cộng sản cao cấp, và bà học về nghệ thuật tại trường Berkeley, và là bạn thân thiết với Vũ Quý Hồng Nhiên và bà Ngọc Lan mà hồi nãy đứng chung đó. Thì thưa quý vị, đây quý vị thấy đây, bà về bà đứng ngay báo Người Việt và bà Ngọc Lan đứng sát bên bà đó, để mà ủng hộ bà này nọ. Thì những điều tôi nói như vậy để chi, để chứng minh rằng bà Ngọc Lan và ông Nguyễn Trường này có liên hệ với cộng sản, liên hệ nhiều bao nhiêu là tùy đó quý vị. Tuy nhiên thì đây 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 là cái con rồng, và con rồng từ đầu đó thì anh thấy con rồng này nó màu vàng màu đỏ phải không ạ? Đó quý vị thấy đó là cái màu đầu tiên. Tuy nhiên bây giờ qua sự yêu cầu phản đối của tôi thì ông Linh Nguyễn, trưởng ban tổ chức, đã thay đổi và không còn cho màu 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 đỏ trong đó nữa, mà phải thành màu vàng, tất cả đều là màu vàng. Thưa anh, thì đại khái một điều và điều trở lại thì chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị, chắc chắn là tôi lấy làm vui, còn cộng đồng có vui hay không là chuyện cộng đồng. Tuy nhiên tôi đấu tranh, tôi đạt được cái nguyện ước của mình, một phố hoa, chợ hoa lớn như vậy mà có lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay, mà từ đầu không hề nghe nói là ban tổ chức có lá cờ vàng ba sọc đỏ, rồi con rồng thì mà vẽ gán hoa đỏ vàng để tạo nên một cái chính trị tuyên truyền là sự hòa hợp hòa giải giữa cộng sản và người quốc gia, thì đã được ông trưởng ban tổ chức Linh Nguyễn đã đồng ý thay bằng tất cả màu vàng. Rồi quan trọng nữa là trang hội lễ được treo cờ vàng ba sọc đỏ, rồi thay đổi những cái con rồng màu vàng, và những lời tuyên bố của ông hoàn toàn không có những tên cộng sản nằm trong ban tổ chức, và vân 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 vân. Thì những cái diễn tiến tốt đẹp như vậy nó làm tôi vui, và tôi chia sẻ niềm vui phấn khởi tôi đến anh Nguyễn Xuân Nam cũng như bản đài, cũng như anh chị em kỹ thuật đã giúp cho tôi để mà chu toàn được cái nhiệm vụ như thế này. Và cảm ơn đồng hương đã cầu nguyện, đã hỗ trợ tinh thần, đã góp ý để chúng tôi đạt được cái kết quả như thế này ngày hôm nay. Thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Cảm ơn Ngô Kỵ. Thưa quý vị, trên đây thì Ngô Kỵ cái tường trình phần thứ nhất liên quan đến cái chuyện mà vì sao anh đổi một cái nhận định từ chống đối sang ủng hộ phố hoa, và không những anh ủng hộ mà anh còn thay đổi cái chất vàng và tăng cường lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trong cái phố hoa này mà trước đây không có. Thưa quý vị, thì đó là một số việc mà chúng tôi rất là cảm ơn anh. Trong một phần khác, anh có nói đến một số các ký giả đồng nghiệp của tôi, bạn bè làm cùng nghề của tôi. Tuy nhiên ý kiến của anh Ngô Kỵ, như chúng ta nói rất nhiều lần, là ý kiến của anh Ngô Kỵ. Do vậy quý vị cũng có thể lên tiếng ý kiến của quý vị
nếu vì không bằng lòng điều Ngô Kỷ nói. Tại vì chúng ta có quan điểm quan trọng nhất của chúng ta làm truyền thông tại ngoại là gì? Chúng ta tôn trọng ý kiến khác biệt nhau. Trong khi ở phía bên kia đại dương, họ chỉ có một ý kiến thôi. Họ không có ý kiến khác biệt. Nhưng ở bên này, hay của chúng ta trong giao tự do là mọi người có quyền nói lên quan điểm riêng của mình. Nếu quý vị cảm thấy rằng anh Điều Ngô Kỷ nói là chưa đúng, thì quý vị có thể lên tiếng phần quý vị và chúng tôi tôn trọng ý kiến quý vị. Rất là cảm ơn sự theo dõi quý vị À, tôi cũng và muốn như vậy, tôi cũng muốn như vậy. Tôi muốn ông Đỗ càng Dũng, chủ bút tờ báo Người Việt, và các phóng viên viết bài hoặc như đài truyền hình Lịch Sài Gòn của ông Đinh Xuân Thái, hoặc là ông Hoàng Trọng Thụy, bà Ngọc Lan, ông Nguyễn Trường, v.v. những người liên hệ lâu nay đã đưa ra những nguồn tin tôi cho rằng thiếu trung thực, thì bây giờ hãy lên tiếng cứ và cứ tự lên tiếng, biện pháp. cứ cứ lên tiếng, và cần thiết bên cạnh lên tiếng nếu cần thiết đối thoại, mình đối thoại Tôi luôn sẵn sàng, để tôi làm sẵn sàng. sáng tỏ sự thật. Thưa quý vị, cảm ơn Ngô Kỷ. Còn Chúc bây giờ chúng ta có vài tin nhỏ bên lề, anh có muốn tôi dạ yeah. mời lướt mời qua anh thôi. mời anh mời 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 Vâng, anh thì dạ ở Nam Cali, tại vì Bô Sa có gì lạ không anh? Thì dạ thì bây giờ thì chợ hoa thì quý vị biết trước Tết ở Phước Lộc Thọ đó, đã trước 2 tuần 3 tuần đó, thì bây giờ cũng hay mấy vừa ngày vừa qua mưa, nhưng nghe nói từ nay đến Tết thì chắc là không có mưa. Ngày hôm qua mưa nhưng bữa nay là nắng, do đó đồng bào rất là đông đi sắm chợ hoa, mua hoa này nọ đó, và hy vọng ngày diễn hành Tết, mùng một Tết sẽ không bị mưa theo cái tình hình đến bây giờ. Tuy nhiên chúng ta không biết được, cầu nguyện cho nó tốt đẹp. Thì có tiếng buồn ở Nam Cali, thì tôi nghĩ rằng anh Nam không xa lạ gì đến nhiếp ảnh gia Thái Đắc Nhã, và Dạ. nhiếp ảnh gia vừa qua đời, và điều đó cũng là buồn cho giới nghệ thuật và đặc biệt phim ảnh. Anh Thái Đắc Nhã thì ai cũng biết là một người rất là nổi tiếng về nhiếp ảnh, Dạ. và rất là giỏi và rất là nghệ thuật. Và thì hội đồng giám sát Orange County, cái truyền thống này gọi là Reagan Country, là nghĩa Orange County là thành trì của đảng Cộng hòa mạnh nhất nước Mỹ, lớn nhất nước Mỹ, gọi là Cộng hòa đó. Nhưng qua những cái lần sóng xanh flu quê cách đây mấy năm đó, thay đổi cả cục diện chính trị, các dân biểu đảng Cộng hòa bị mất chức, một lần 8 người dân biểu liên bang mất chức hết, qua đảng Dân chủ hết, lần đầu tiên trong lịch sử. Và bây giờ ngay cả hội đồng giám sát và supervisor board đó, lâu nay là 5 người đều là Cộng hòa, bây giờ cuộc bầu cử vừa rồi đã tăng lên là hội đồng giám sát 5 người, có 3 người là đảng Dân chủ, chỉ 2 người Cộng hòa, là cái cục diện chính trị các bạn thay đổi, anh thấy không? Không có gì được luôn. Và đặc biệt là ông Tony Bùi họp báo công bố phán quyết tòa liên quan đến chùa Bảo Quang. Chùa Bảo Quang gần chúng tôi đây khoảng 10 phút trên đường New Hope, và ai cũng biết là cái chùa đó lâu nay nó ồn ào sau sự qua đời của ông sư chủ chủ trì đó, là ông sư gì tự nhiên tôi quên ha, chùa Bảo Quang tôi nhớ nhớ gì đó. Thì Ông vừa mất ông nó mất mấy mất cũng luôn được mấy mấy lâu năm rồi. rồi. Thì thưa anh, thì khi mà ông mất như vậy đó, thì cái chùa Bảo Quang này tranh chấp, tại vì trước khi ông chết đó thì có lập ra một hội đồng quản trị rồi gì đó, nhưng sau đó ông giao cho người cháu thế ông qua lời di chúc, nhưng cái ban quản trị đó họ ra tòa, họ nói không, chùa là của chung, và cái chùa đó nó giá trị khoảng 10 triệu đô la theo ước đoán đó. Thì cuối cùng cái hội đồng quản trị nó thắng, họ được làm chủ cái chùa đó, họ đuổi ông thầy chùa, cháu của ông đi. Tuy nhiên ông Tony Bùi là một cái người mà nằm trong những người Phật tử mà ủng hộ chùa và ủng hộ ông thầy chùa mà này nọ đó, thì ông ta kiện lại, nhưng 3 người đều bị thua trước đó, nghĩa là ông Tony Bùi và ông thầy chùa và một người nữa bị thua, do đó 2 người kia thua xong họ rút. Nhưng ông Tony Bùi ông kháng cáo, ông nói không, cái chùa này không phải là của hội đồng quản trị của một số người đó, mà cái này của Phật tử của nhiều người, do đó cuối cùng ông chống án, và ông chống án ông đã thắng. Thì bây giờ tòa chánh án chống án đã gửi cái kê này xuống và nói rằng yêu cầu tòa dưới xử lại, chứ không cho hội đồng quản trị gồm có những người đại gia giàu có đã thắng trong thời gian vừa Ông qua. Nhân Thích Quảng Thì đó Thanh là một điều. như chùa của thầy Thích Ông Quảng Quảng Thanh Thanh, đúng rồi, nha. đúng rồi, ông Quảng Thanh là chùa ông. Cảm ơn và quý anh và quý vị đã nhắc. Thì thầy Quảng Thanh
là có người trụ trì cái chùa đó, là viện chủ cái chùa đó. Cái chùa trị giá khoảng 10 triệu, rất là lớn, có nghĩa là chùa lớn nhất ở ở Hơn Ngọ đó. Thì bây giờ thì khi mà thầy bị bệnh đó, thì có một bác thầy ở bên Việt Nam qua cháu thầy, thì giao cho ông thầy chùa, cháu thầy cũng như thế thầy, và thầy nói là thầy giao cái chùa đó cho ông cháu, nghĩa là chia quyền lực cho ông cháu. Nhưng trên thủ tục giấy tờ thì có một ban quản trị gồm có một số người giàu có này nọ, họ nằm trong quản trị Phật tử đó. Họ ra tòa, họ nói không, cái này có ban quản trị, bây giờ ban quản trị ông kia chết thì ban quản trị điều hành chắc ông thầy chùa không được, tại vì ổng không có nằm trong ban quản trị, ổng không phải trên nguyên tắc. Thì họ kiện, và cuối cùng có ban quản trị những người giàu có đó họ thắng, và ông Tony Bùi là một trong những ba người chống lại, thì ông bị thua. Nhưng ông thầy chùa và một người nữa thua xong, họ bỏ cuộc luôn. Nhưng ông Tony ông không chịu, ông nó phán quyết ở tòa thượng thẩm là không đúng, do đó ông chống, và rất là lạ, ông chống, Cũng được và bây giờ chơi. tòa chánh án cho ông thắng và bắt phải xử lại, và cho nhiều yếu tố để có vẻ là có pha của ông Tony Bùi được thắng trong tương lai. Đó là chúng ta chờ đợi coi những vấn đề chùa máu đổ tại sân chùa, thưa anh. Rồi vụ máu đổ sang chùa thứ hai có tin tức gì không? Cái vụ mà ông Thích Nguyên Trí. Ông Hòa Thượng Thích Nguyên Trí đó thì bây giờ vẫn chờ, bây giờ vụ án ông đã bị kiện lên khoảng 4 triệu mấy, 4 triệu tư phải không ạ? Hai người nạn nhân, hai cô con gái hồi có 10 tuổi, 11 tuổi, mấy chục năm trước, và bây giờ kiện ông ta tại lúc họ còn 10 tuổi, 20 tuổi, bây giờ họ có gia đình, có con cái rồi, tôi nghĩ là có 30-40 tuổi rồi. Thì hai người đứng đơn kiện và cho rằng ông này sờ mó rồi dâm dục rồi đó này nào, và kiện mỗi người kiện khoảng 2.200.000, tức là hai người kiện khoảng 4.400.000, và ông đó là bị coi như viện chủ chùa Bát Nhã. Viện Bát Nhã thì không lớn, cái trị giá nghe nói bữa trước mua cái chùa này cách đây khoảng 2-3 năm thì khoảng 5.500.000, nó không lớn bằng cái chùa Bảo Quang vừa rồi. Thì tuy nhiên cái vụ kiện nó vẫn còn đang xét xử anh, thì chúng tôi cũng tuyên bố nói một tin tức rất là dài dạt vậy thôi, còn như thế nào, sự thật như thế nào thì không biết anh Nam có tin tức gì Sẽ không. chờ kết quả tuyên án thì có tội không có tội, bồi thường bao nhiêu không bồi thường bao nhiêu thì chúng ta sẽ có thông báo sau. Tạm thời chúng ta dừng ở đây, còn tin tức gì nữa địa phương thì ăn. Dạ ô bữa nay là vâng, thì đã khá vậy, thì ở giữa Đức Sài Gòn có một cái trận cướp nữ trang trị giá 560.000 đô la giữa ban ngày ngay tại Lít Sài Gòn. Và tôi nghĩ rằng anh Nam bữa trước họ nói tính tới cướp trên xe của anh, họ qua có 300.000, họ thấy ít quá họ không lấy, và họ nói tôi họ về đây họ cướp 560.000 đô la, thưa anh Nguyễn. Ghê ghê gớm, ghê gớm, ghê gớm. Và thì đó là một vài tin tức ô đặc biệt là hội đồng thành phố đang thành phố Winter đang rất là phẫn nộ và rất là bất mãn với tờ báo Người Việt, cũng là tờ báo Người Việt gây máu lửa, nó do ông Đỗ Dũng Chuyện làm chủ gì bút vậy nữa. anh? Chuyện gì Vừa vậy? rồi họ đăng một cái tin vào ngày 13 tháng 1 năm 2023, họ đưa một cái headline rất là lớn đó. Và họ đưa rất là lớn trong bây giờ màu mè đó, anh thấy ở thứ gì đó. Và trong này họ viết cái gì: dù thiếu hụt ngân sách, Westminster vẫn quyết định chi tiền tổ chức diễn hành Tết. Một cái đề tài rất là negative, rất là tiêu cực, và hội đồng thành phố, ông thị trưởng, ông phó thị trưởng Nam Quang và những người nhân viên ban lãnh đạo của thành phố rất là bất mãn về nguồn tin này, tại vì cái nguồn tin này đã đưa ra như vậy gây hoang mang đồng bào và cư dân, không riêng chỉ cộng đồng Việt Nam mà cư dân Mỹ. Tại vì họ nói như thế này: dù thiếu hụt ngân sách, Westminster vẫn quyết định chi tiền tổ chức diễn hành Tết. Điều đó hồi nãy anh nói là báo chí họ nói trung thực, họ rất là sai trong điều này. Và tôi có anh chờ thứ tư này hội đồng thành phố theo tin tức ông thị trưởng và ông phó thị trưởng Nam Quang và các nghị viên sẽ có cuộc họp báo theo cái dự định, không biết có chắc hay không như thế nào, thì họ ta sẽ lên án phản đối tờ báo Người Việt, tại vì họ đưa tin tức rất là sai. Họ chỉ nói 50% là đúng sự thật, nghĩa là thành phố đứng ra tổ chức diễn hành Tết, nhưng có điều họ sai là cái tiền chi phí cho diễn hành Tết không có lấy trong ngân sách của thành phố, mà đó là do ban tổ chức của diễn hành Tết gây quỹ khoảng 150.000 đến 200.000, cho đến giờ này họ dư tiền để mà tổ chức ngày đó. Mà tờ báo Người Việt nói rằng
là cái diễn hành Tết này đã lấy tiền của City để mà chi cho đại, dù rằng City đang bị bankruptcy, bị khánh tặng, bị hết tiền này nọ, họ làm cho dân chúng rất là bất mãn cho ban tổ chức. Tại sao ban tổ chức đi tổ chức cái chuyện vui chơi mà lấy tiền của thành phố, đang khi thành phố đang thiếu hụt tiền, đang bị bankruptcy, đang khánh tặng? Mà sự thật không phải như vậy. Thành phố đứng tổ chức nhưng họ đã gây quỹ dư cái tiền để chi phí trả cho cảnh sát này nọ. Đặc biệt họ chỉ cần khoảng 150.000 để mà chi phí cho cái diễn hành Tết, cho cảnh sát, cho vệ sinh, cho các thủ tục này nọ để mà thôi. Riêng ông giám sát viên quận Hạc Một là ông luật sư giám sát viên Andrew Đỗ ở Cao Tiên, ổng đã tặng cho ban tổ chức 100.000 đô la một mình ổng rồi. Thì tôi hỏi anh, 50.000 đó rất là nhiều đại gia, ngay cả nhà Nga nói những đại gia từ Bắc Cali chỉ hai người cho hơn 50.000 rồi, đó là chưa kể Nam Cali. Nếu họ không lấy tiền Bắc Cali, họ lấy Nam Cali cũng dư rồi. Thì tờ báo Người Việt đã đưa một cái tin như vậy để nhục mạ, để tạo nên sự rắc rối, để làm cho quê cho ban tổ chức. Và tôi nghĩ rằng báo Người Việt đã đứng sau lưng một thế lực nào đó để đánh phá cái diễn hành Tết này. Đặc biệt có thể đứng sau lưng của Pháp Bùi, là Pháp Bùi lâu này rất là mê làm trưởng ban tổ chức cái diễn hành Tết, ông đã làm lâu rồi, nhưng kỳ diễn hành Tết Quý Mão này ông ta đã bị City không cho phép ông ta làm. Do đó trong thời gian gần đây ông ta lên, ông ta chửi bới, ông ta nhục mạ và ông ta khuyến khích cộng sản đi diễn hành, Đàm Vĩnh Hưng đi diễn hành, cầm cờ đỏ đi diễn hành, và ông cho rằng đó là luật Mỹ được tự do, City không có quyền cấm cầm cờ đỏ sao vàng, không có quyền cấm Đàm Vĩnh Hưng hoặc cán bộ cộng sản đi diễn hành, tại vì đây đã rất tự do dân chủ. Ông cố động cho cái chuyện mà cộng sản được xâm nhập vào trong diễn hành, tại vì lý do duy nhất là ông căm thù thành phố đã không cho phép ông làm trưởng ban tổ chức diễn hành. Thì báo Người Việt, những điều báo Người Việt làm, người ta nghĩ rằng do chỉ thị bởi Pháp Bùi, hay giật dài Pháp Bùi tạo cho xáo trộn, xạo cho mang tiếng mang tam, tạo cho thất bại cho diễn hành Tết này. Và Cái link đó có chúng cơ ta chờ sở gì không? Cái link có đó chăng, có tại 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 vì anh cứ chờ thứ tư thứ năm này hội đồng thành phố họ sẽ ra họp báo. Và trong những ngày gần đây anh vào phố Bô Sa TV đưa vào trái đất, ông Phát Bùi lên nhục mạ ban tổ chức, nói rằng ban tổ chức diễn hành ngu xuẩn, tại sao không giao cho tư nhân đứng mà bây giờ City lại làm thiếu thuế này nọ. Những tư tưởng này là tư tưởng của Bùi Phát, ổng công khai, ổng lên án thành phố trong những ngày qua. Và chúng tại vì chúng ta cái thời lượng không có, chứ còn không tôi nói rồi, tôi tới nói tới đâu tôi mở cho anh coi video tới Mình sẽ đó, nói à, anh tiếp để vào đó trong kỳ là anh tư tới. tưởng tôi đi, tôi không nói gì sai. Chúng ta sẽ nói tiếp sau khi mà thành phố có cái quyết định nữa. Ta sẽ lên tiếp vấn đề này. Vâng, thì Cảm đó, ơn thì tôi chỉ Kỳ. thường Ăn cơm chưa? thì để coi mấy giờ rồi, tôi thì tôi bữa nay tôi bị gâu anh nha, cái gâu nó làm khó chịu lắm, đau chân rất sưng cái chân lên đó. Và hồi nãy Vừa anh làm lúc bạn anh trước cho tôi với cái anh Ngô Kỵ, và tôi sợ anh đói bụng vì làm lúc bây giờ ăn cơm, cho tôi nhắc điều đó. Xin cảm ơn Ngô Kỵ và cảm ơn quý vị. Chúng ta hẹn gặp lại lần tới. vâng, để cảm ơn quý vị. À, tôi cũng nhân dịp này tôi xin lỗi quý vị, mỗi lần quý vị nghe tôi toàn tin tin buồn, tin không vui không à. Có thể tuy nhiên tôi là nhà đấu tranh, tôi quan tâm về vấn đề chính trị. Thế còn những tin vui hay mừng hay này nọ phấn khởi thì tôi dành cho những người khác. Còn tôi có là những rối rắm, những phiền hà, những cái Rắc rối cuộc đời lùm phải xùm. Vâng. không? Cảm ơn Thì Ngô đó, Kỳ. đó tuy nhiên cái niềm vui của vấn đề phố hoa cho đến giờ này thì tôi nghĩ rằng cùng tuần chắc chắn là tôi nghĩ hy vọng sẽ không có gì xảy ra và nó sẽ diễn tiến tốt đẹp. Và Ngô Kỳ, đó là cuối, cảm ơn Xuân Nam, cảm ơn quý anh chị trong ban kỹ thuật cũng như quý thính giả, đặc biệt đồng hương thân yêu của tôi tại miền Bắc và lại San Jose. Kính Cảm chào ơn quý anh. vị. Xin kính chào anh, vừa kính chào quý vị.